Kính chào tất cả các quý khách hàng gần xa của kênh YouTube Bonsai Lại Nguyên nha. Đến với clip hôm nay, anh Lợi cũng sưu tầm đa dạng mặt hàng phong phú từ đồ đồng, đồ gốm cũng như đồ gỗ giới thiệu với bà con của mình nhé. Mến chào anh Lợi ơi. Mến chào bà con trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh Bonsai Lại Nguyên. Tiếp tục hôm nay là clip là 630 nha bà con. Thì hôm nay cũng có khoảng 20 mấy tác phẩm gồm có đồ gốm, đồ đồng và đồ gỗ xưa cũ. Để giao lưu qua số điện thoại của em 0772 8772 78 nha. Thì em cũng xin chân thành cảm ơn bà con đã ủng hộ em những clip vừa rồi nha. Đầu tiên cho em xin giới thiệu đây là mã số 1Y. Đây là một cái chiếc tủ thờ xưa nha bà con, rất là đẹp, được khẩm ốc nha. Từ cái này thì gỗ này là gỗ gõ nha. Hàng này ngày xưa người ta làm được bằng thủ công. Cái tủ này tuổi đời em bao bà con mình là 80-90 năm, cả 100 năm ăn lên nha bà con. Hàng này em bao bà con mình luôn nha. Bà con mình xem từng đường chi tiết một luôn, rất là đẹp nha. Đây khẩm ốc này qua thời gian 5 tháng nó ngã lên màu vàng chanh luôn rồi nha bà con. Đây em đo đáo phố bà con luôn nha. Cái này có chiều cao á, chiều cao tổng thể luôn là khoảng là 112 nha, tầm 112. Qua dân rất là đẹp nha bà con. Đây bốn cái chân quỳ rất là, hàng này nói chung thì qua thời gian 5 tháng rồi còn như thế này là quá trời đẹp luôn nha, quá bền. Còn tổng cái chiều đế như thế này nha, cái mặt đế là 106 nha, đế 106, bề ngang là 106 nha. Đây rất là kính cáp chất lượng nha bà con. Đây còn cái mặt phía trên nha, mặt phía trên là cũng là 106 luôn, trên này 106. Đây còn cái mặt ra là tầm khoảng là 50 đi, 50 nha bà con. Đây những cái đường ống lục bình người ta tạc ngày xưa, bà con nhìn cái mẫu là biết ngày xưa nha bà con, rất đẹp. Hàng này bao tuổi đời bà con của mình luôn nha, nhiều khi cái tủ này cũng trên 100 năm tuổi nha bà con. Tủ này rất là già tuổi đời rồi. Hàng này thì em sưu tầm được của người dân cho nên là em biết cái gốc gác của gốc nó, bà con mình yên tâm nha. Đây, bên trong đây, bà con mình xem. Còn cái mặt dày này bên đây nha. Đây em đo cái mặt dày, chiều dày cho bà con của mình xem luôn. Mặt chiều dày này là tầm khoảng là 3 phân rưỡi đi. 3 phân rưỡi nha, 4 phân. Đây, tủ một cánh một bên nha. Các mặt cánh cấp được khẩm một mặt trước nha. Đây bà con nào mình xem không rõ không kỹ thì kết bạn Zalo bên em thêm nha, để em quay từng đường nét chi tiết một luôn. Đây là mặt phía sau nha bà con. Đây mặt phía sau này cũng qua thời gian 5 tháng rồi. Mặt này nằm trong vách nha, cho mình xem. Đây vẫn còn rất là đẹp luôn. Cây này thì em Zalo em vẫn bao ship toàn quốc bà con mình được nha. Cây này em bao ship toàn quốc bà con mình, có giá là 48 triệu nha bà con, 48 triệu đồng. Đây một cây gỗ là cây tủ này là từ là em bao bà con mình 80-90 năm, cả 100 năm ăn lên nha, không hề dưới. Rất là đẹp nha bà con. Và đến với mã tiếp theo. Đây mã tiếp theo là mã số 2Y. 2Y này thì em có một cái chiếc bộ bàn bằng đồng và 4 cái ghế và một cái bàn nha. Đây chắc lẽ là bằng đồng nguyên khối hết luôn nha bà con. Em đo cái bàn trước cho bà con của mình đi. Cái bàn này có cái chiều cao là khoảng là 68 nha. Chiều cao 68. Đường kính mặt bàn là 65. Đây được kết hợp là tạo như là một những cái dây nho nha. Những cái chùm nho bà con mình xem nhìn rất là đẹp. Bàn này là bàn đồng nha bà con, bàn đồng châu Âu nha. Qua dân từng đường nét bà con mình xem rất đẹp luôn. Không hề có xi măng hay ba giới bên trong luôn, bao bà con mình bảo đảm hết luôn nha. Đồng nguyên khối, rất là chắc chắn nha bà con, rất là chắc chắn. Mấy hàng này bà con mình ngồi yên tâm. Đòn ghế này, ghế này thì có chiều cao. Đây chiều cao này là 77 nha, chiều cao 77. Còn cái đường kính cái mặt đế này, ghế này đó là 34 nha. Đường kính mặt ghế 34, rất là nặng. Mỗi một cái nặng là mười mấy ký ghế nha bà con. Cái bộ này thì em đã căng hạo rồi, là 7/75 ký nha, nhưng mà cũng đã trừ hao cho bà con của mình luôn là 75 ký thôi. Dưới 75 ký bà con mình hoàn về cho em không tốn 1.000 phí ship nào luôn nha. Bộ ghế bằng đồng châu Âu rất là đẹp. Đây bên dưới bà con mình xem nha. Đây rất đẹp, bộ này xài bà con mình bao bền luôn. Cái này em cũng sẽ bao ship toàn quốc cho bà con của mình được luôn nha. Tuy rằng nó nặng thiệt nhưng mà nó từng món em sẽ ship toàn quốc cho bà con của mình luôn. Có giá là 72 triệu nha bà con, 72 triệu đồng. Bao ship toàn quốc cho bà con của mình luôn nha.
Đây nặng là trên 75 kg. Bà con mình yên tâm về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Và đến với mã tiếp theo, mã số 3Y. 3Y này là em có một cái khay trà nha. Đây khay trà hay khay rượu chậu cao ngày xưa đó nha bà con. Đây chất liệu là bằng gỗ gõ, hàng xưa bao bà con mình 40-50 năm trở lên hết luôn nha. Hàng này là chung cửu đời, nó cũng qua năm tháng lắm rồi. Đây khẩm ốc này nó ngã màu vàng chanh hết rồi nha. Chiều cao là khoảng 11, chiều dài ngang này là khoảng 35. Đây còn chiều xuôi là 20 nha. Đây bà con mình xem tích đây nha. Đây tích người. Đây này là được khảm là bốn mặt luôn, khảm bốn mặt đều nhau hết luôn nha. Đây rất là đẹp, lành tích liền lạc hết nha bà con, gỗ gõ nha. Giá là cái này giao lưu bà con mình có giá là 3.800.000 nha, 3.800.000 bao xưa bà con của mình luôn nha. Và đến với mã số 4Y. 4Y là em có một cái quả nha bà con, quả này đựng bánh kẹo ngày xưa. Đây bà con mình xem được khẩm ốc là tứ diện hết luôn. Đây lục giác nha bà con mình xem đây. Cái này giống như là tích này là chim, cái này bông hoa nha. Tứ quý đi. Tứ quý cho bà con. Chiều cao này em đo là khoảng 19. Cái đường kính ngang này tầm là 30 nha. Còn cái hoành tổng thế này là 90. Đây. Rất là đẹp nha bà con, làm tích liền lạc hết, gỗ gõ nha. Đây, này cũng qua thời gian 5 tháng rồi. Đây. Chiếc hộp này giao lưu bà con mình giá chỉ là 3.900.000 thôi nha. 3.900.000 em bao ship toàn quốc bà con của mình luôn nha. Và đến với mã tiếp theo, số là 5Y. Em có một cặp rồng. Đây một cặp song long. Rất là đẹp luôn, bà con mình hữu duyên sưu tầm nha. Chất liệu là bằng đồng xưa cũ nha bà con. Một con thì nặng khoảng là 9,5 kg, một cặp tầm 19 kg nha. Chiều cao này em đo là khoảng 61, chiều ngang như thế này là 34 nha. Hoành đế là 56, đây cao là 61 cho bà con. Em có một cặp để đợi. Đây bà con mình xem rất là đẹp luôn. Chất liệu bằng đồng nha, tích bên dưới là dạng Lý Trường Thành nha bà con. Cho bà con mình hữu duyên. Đây bà con mình xem. Đây một cặp. Cặp này thì nặng khoảng là 19 kg nha bà con. 19 kg. Đây bà con mình hữu duyên thì sưu tầm một cặp rồng này về mình trưng trong nhà phong thủy rất là tốt nha. Giá giao lưu bà con mình bao ship toàn quốc luôn là 11 triệu đồng nha. 11 triệu bao ship tặng nhà bà con của mình. Và đến tiếp theo là mã 6Y. 6Y này là em có một cái đỉnh sông Trầm Kỳ Lân. Đây tam lân nha bà con. Đây tam lân. Cái này nặng 5,5 kg. Có cái chiều cao như thế này là 38. Hoành bụng là khoảng là 59. Chất liệu là bằng đồng hết luôn. Hàng này tuổi đời từ 20-30 năm thôi. Đây bà con mình xem. Đây nặng 5,5 kg nha bà con. Có giá giao lưu bà con của mình là 3.700.000 nha. Tặng kèm một hộp trầm hương theo cho bà con của mình về mình đốt luôn nha. Và đến với mã tiếp theo là số 7Y. Đây một cái đỉnh sông Trầm Tre nha. Sông Trầm Tre chất liệu là bằng đồng luôn. Chiều cao này em đo là 25. Hoành bụng như thế này là 38 nha. Đây mặt bên trong bà coi đây. Rất đẹp. Về bà con mình để trầm hương vào đây đốt nha, cho nó có không khí ở trong nhà ấm áp nha bà con. Đây cái này giao lưu bà con mình giá 1.800.000 thôi nha. 1.800.000 tặng kèm một hộp trầm heo luôn nha. Đối với sông Trầm thì em sẽ tặng kèm cho bà con mình trầm hương hết luôn nha. Nhầm đợt trầm hương mình nó không có, nó hiếm hàng thì nó không có nha bà con. Nhầm đợt có thì em sẽ tặng kèm thôi cho bà con mình hết. Và đến với mã 8Y, một tác phẩm là Quan Nghị Ca ngồi đọc sách, chất liệu là bằng đồng luôn nha. Chiều cao này em đo là 11, hoành tổng là khoảng 32. Đây Quan Nghị Ca ngồi đọc sách cho bà con. Nặng tầm 800g thôi nha. Đây bà con mình hữu duyên nha, chuyển đế đây. Có giá giao lưu bà con mình 900.000 thôi nha, 900.000 đồng. Rồi đến với mã tiếp theo số 9Y. Một con cá là ngăn lông. Cá ngăn lông này là được người ta rất là phong thủy, rất là ưa chuộng luôn nha bà con. Thường người ta cũng gọi là một con cá rồng đó nha. Nó ngậm một sâu tiền đây. Chiều cao này em đo là 18, chiều dài tổng thể là tầm khoảng 39 nha. Còn cái hoành đế như thế này là 52. Đây cá này thì nặng là khoảng 4,4 kg luôn nha. 4,4 kg rất là đẹp. Bà con mình xem cái màu đồng chiếu sáng lấp lánh nha. Mặt bên dưới đây. Với giá giao lưu bà con của mình là 2.400.000 thôi nha. Nặng 4,4 kg, 2.400.000 đồng. Rồi đến với mã tiếp theo số 10Y. 10Y này em có một con cọp đứng trên dạng Lý Trường Thành. Con cọp này em cũng còn một con thôi. Em vừa gọi cũng đã giao lưu rồi mấy con rồi nha. Cái này thì em cũng vừa sưu tầm về. Con này thì người ta đã trưng bày thời gian 5 tháng rất là lâu rồi nha bà con.
Con cọp này nặng là 5 kg 4, chiều cao em đo là 38 nha. Hoành chân đế thế này là 62. Đây bà con mình xem rất là đẹp luôn. Nặng 5 kg 4 nha. Đây, đứng trên cái đỉnh dạng Lý Trường Thành. Cặp này thì sang năm năm cặp rồi bà con mình sưu tầm về mình trưng trong nhà nha. Mang tính chất phong thủy rất là tốt. Với giá giao lưu bà con của mình là 3,5 triệu thôi nha. Hôm nay em sale bà con mình luôn 3,5 triệu thôi nha bà con. Mấy ngày trước em bán tới 3 triệu, trên 3,5 triệu nha. Thì hôm nay em sale bà con mình em còn một con duy nhất thôi nha. Và đến với mã số 11Y. Một tác phẩm là một cái đồ dắt viết nha. Hình con dạng con rồng phun nước đây. Chiều cao này là khoảng 10 phân, đường kính 8 thôi nha. Hoành này là khoảng 25. Đây bà con mình xem con rồng phun nước nha. Rồng nổi luôn. Cái này mình để bàn làm việc phòng khách của mình để dắt viết vô. Xài bao bà con mình rất là bền luôn. Giá 700 ngàn thôi nha, 700 ngàn đồng. Và đến với mã số 12Y, em có một tác phẩm là thuyền rồng Bát Tiên. Đây là tích là Bát Tiên Quá Hải nha bà con. Bát Tiên Quá Hải đứng trên thêm một cái thuyền rồng luôn. Chiều cao này em đo là 10 phân nha. Rồi chiều dài tổng thể là tầm khoảng 29 đi. Đây bà con mình xem chất liệu là bằng đồng hết luôn nha bà con. Nặng cỡ khoảng 1,7 kg. Đây. Bên dưới đây nha. Có giá giao lưu bà con mình là 1,8 triệu đồng nha. 1,8 triệu. Bên em bao ship tặng nhà bà con của mình luôn nha. Yên tâm về cái vấn đề phí ship. Bà con mình cứ về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Rồi đến với mã tiếp theo số 13Y. Đây một cặp chó luôn. Một cặp chó mặt ghê luôn nha. Chó kim tiền. Đây, cần cổ nó là đeo hai cái sâu đồng tiền nha. Chiều cao này em đo là 18. Hoành như thế này tầm khoảng 22 nha. Đây bà con mình xem cặp này thì bà con mình ai cũng chó mình sưu tầm về cũng rất là hợp nha. Đây bà con mình xem. Chắc đẹp một đực và một cái. Chuyển đế đều có đầy đủ hết nha. Đây, cái đôi này giao lưu bà con của mình giá là 1,4 triệu đồng thôi nha. 1,4 triệu. Mã số 14Y. Một tác phẩm là Tôn Ngộ Không đứng trên là Ngự Long Quy nha. Bà con mình hữu duyên sưu tầm. Nhìn rất là có hồn luôn bà con mình xem. Đây Tôn Ngộ Không đứng trên mà con Ngự Long Quy. Đây. Chiều cao này em đo tổng thể luôn là 22. Hoành đế như thế này là 29 nha. Đây khi mà Tôn Ngộ Không vượt ngang sông đó nha bà con. Cân nặng là 1,2 kg nha. Thế đây. Với giá giao lưu bà con của mình 1,5 triệu thôi nha. Hàng sưu tầm. Và đến tiếp theo, mã số 15Y. Đây, hôm nay thì có một số đồ gốm để giao lưu bà con của mình. Đây là một cặp đèn dầu bằng gốm, tích là Kỳ Lân Dầm Ngọc nha. Con mình xem rất là đẹp, hoa văn đều là giả tay hết nha bà con. Đây, chiều cao em đo bao gồm luôn cái bóng đèn luôn nha, là 40 đi. Còn cái hoành bụng như thế này là 30. Hàng thì bao bà con mình làm tích liền lạc hết. Đây, những con Kỳ Lân bà con mình xem rất là đẹp. Đấy là nha bà con. Đôi này giao lưu bà con mình giá chỉ 1,5 triệu thôi nha. Hàng này về bà con mình châm dầu vô là xài thôi. Em đã gắn tim và gắn đầy đủ cho bà con của mình hết rồi. Đây chất liệu là bằng gốm nha. Gốm này là gốm tàu nha bà con. Rồi đến với mã tiếp theo số 16Y. Để đợi đi. 16Y này là một cái chiếc bình voi. Rất là khổng lồ to luôn. Bà con mình xem rất là đẹp nha. Hoa văn đều là đắp nổi hết. Người ta làm bằng thủ công đắp tay. Đây. Chiều cao này em đo tổng thể luôn là 48 nha. Chiều ngang cái quai này tới 28 luôn nha bà con. Rất là to đùng nha. Và cái bụng như thế này là 104. Trứng giữa là một con giống như con thềm thừ vậy. Đây giống như con thềm thừ giữ tiền nha. Đây bên hông này là tích chầu cao. Bà con mình xem. Được người ta qua văn đắp nổi thủ công rất là đẹp nha. Bình này, những chiếc bình này thì tuổi đời tầm 20-30 năm thôi nha bà con. Chứ không phải là hàng cổ lắm nha. Có sao thì báo bà con mình vậy. Đây rất là đẹp, rất là độc đáo luôn. Hàng rất đáng sưu tầm nha. Cái này nặng tới 10 kg luôn nha bà con. Chuyển đế đây. Đây con một xem 20-30 năm trở lên nha. Có giá 2,8 triệu đồng, bao ship toàn quốc luôn. 2,8 triệu. Và đến với mã tiếp theo số 17Y. Đây là một cái giống như là một cái hũ nha bà con. Đây hoa văn quả tiết bà con mình xem. Được vẽ tay chất liệu là bằng gốm, hàng gốm tàu nha. Chiều cao này em đo tổng thể là 28. Cái hoành bụng như thế này là 90. Tích này là tích người. Cái này thì bà con của mình dòm tư duy thôi nha. Bà con mình tự hiểu này em cũng. Cái tích này nó hơi lạ thôi. Đây mặt bên trong đây, hàng này hàng xưa cũ nha. Bao bà con mình làm tích liền lạc, không hề bị lỗi hay là tóc gió chỗ nào luôn, rất đẹp. Đây cái này bên dưới này là Bát Tiên, 8 vị tiên đó nha bà con. Đây 8 vị tiên rất là đẹp nha. Hàng làm tích liền lạc hết. Đây
có giá giao lưu bà con của mình là 2.100.000 thôi nha, 2.100.000 đồng. Cái này là bắt tiên nha bà con, tích bắt tiên, hàng dễ tay, hàng tàu. Rồi đến với mã tiếp theo, đây mã số 18Y, một cặp bình lục giác rất là đẹp luôn nha. Cặp bình lục giác này cũng là tích bắt tiên, hàng tàu dễ tay, bà con mình xem rất là đẹp. Hàng này cũng qua thời gian 5 tháng rồi, bà con mình về vệ sinh đánh bóng lại giùm em nha. Mình chờ đánh bóng lại thì nó sẽ mới thôi. Này em sưu tầm sau thì em để như vậy. Chiều cao tổng thể này em đo là 55 đi. Đường kính cái miệng là 16 luôn nha bà con. Còn hoành bụng như thế này là 68. Lành tích liền lạc hết bà con mình xem. 8 dị tiên được vẽ bằng bút tay nhà vẽ tay nha. Rất đẹp đây. Con mình xem đây. Bình lục giác. Này qua thời gian 5 tháng chứ không phải là nó bị lỗi lầm nha bà con. Hàng này bao bà con mình nha. Không bị mẻ hay là tóc chó chỗ nào luôn. 8 dị tiên rất đẹp. Trung đế đây nha bà con. Một cặp nha. Em có một cặp. Đây. Đôi này giao lưu bà con của mình giá là 5.500.000 nha. 5.500.000 đồng cho một cặp rồi nha. Đây, qua đến với mã số 19. Đây một cặp bình lục bình luôn. Cặp bình bông lục bình này thì tích chim hoa. Rồi, chiều cao tổng thể này em đo là khoảng 60. Đường kính miệng là 22 nha. Hoành bụng là 78. Hàng vẽ tay không nha bà con. Đây rất là đẹp bà con mình xem. Chim hoa nha bà con. Đây. Đây qua dân bỏ tiết. Cao 60 nha, trộn đế đây. Đây đôi này em giao lưu bà con mình giá cũng chỉ là 5.500.000 thôi nha bà con. Em bao ship toàn quốc, bao bà con mình về kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Hàng làm tích liền lạc, đúng đồ đúng mẫu thì bà con mình nhận nha. Và đôi này cũng là tác phẩm cuối clip hôm nay nha. Bonsai Lê Nguyên cũng xin mến chào bà con nha. Cuối clip thì em cũng xin mến chúc bà con mình thật nhiều dồi dào sức khỏe nha. Và cũng em xin hẹn lại những clip tiếp theo, cũng mong bà con mình ủng hộ. Rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của quý bà con trong clip này cũng như những clip sắp tới của kênh chúng em nhé. Và hẹn gặp lại quý bà con vào lúc 7 giờ tối nay trên kênh YouTube Bonsai Lê Nguyên nha.